Kính thưa quý vị khán thính giả của đài VBS, ngày hôm nay chúng tôi xin trở lại với chương trình Thời sự trong tuần với luật sư Trần Thái Văn. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn quý vị và quý đồng hương đã theo dõi chương trình này cũng gần 3 năm nay, qua những cái sinh hoạt cũng như là những cái biến cố xảy ra trong cũng như là ngoài cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ, và nhất là những cái biến cố tại quốc nội mà tất cả chúng ta đều theo dõi cũng như là quay về đối với các đồng hương cũng như là đồng bào của chúng ta. Một trong những cái vấn đề mà chương trình của chúng tôi muốn đánh mạnh nhiều cũng như là đặt thẳng vào về cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là cái sự quan tâm của cộng đồng hải ngoại và các nhà tranh đấu cũng như là các tổ chức và các hội đoàn tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Vì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta lại có mặt tại hải ngoại, vì chúng ta không chấp nhận cái chính sách đàn áp cũng như là cái chính sách phi dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đã cầm quyền hơn 7 thập niên vừa qua với người dân Việt Nam. Một trong những cái đề tài mà chúng tôi muốn đẩy mạnh, nhất là qua những cái viễn tượng và những cái biến cố đang và đã xảy ra tại Việt Nam, qua những cái chính sách mà nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã và đang đàn áp người dân và đồng hương của chúng ta, thì chúng tôi muốn đem những cái vấn đề này lên cũng như là phân tích rõ hơn những cái biến cố cũng như là những cái yếu tố mà xảy ra chung quanh về những cái vấn đề cũng như là chính sách mà Cộng sản Hà Nội đang và đã áp lực cũng như là áp dụng đối với đồng hương của chúng ta. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui có một lần nữa sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Lạc. Như quý vị cũng biết, ông Nguyễn Tấn Lạc là một cựu chủ tịch của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cộng đồng Việt Nam tại miền Nam California vào thập niên 90 năm 2000. Và hiện giờ ông là một điều hợp viên của Ủy ban vận động cho CPC, đó là đặt chính phủ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào cái danh sách Country of Particular Concern của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây là cái danh sách đen đối với những quốc gia nào hoặc là chính phủ nào mà đã và đang vi phạm cái quyền tự do tín ngưỡng của người dân của họ. Đây là một trong những cái vấn đề quan tâm hàng đầu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta khi mà nói đến sự tự do căn bản làm người, sự tự do tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Bởi vậy đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Rất là cảm ơn ông Nguyễn Tấn Lạc có mặt một lần nữa tại studio của VBS để mà cập nhật hóa và am tường. Ông rất là am tường về những cái biến cố cũng như là những cái tiến triển đang xảy ra tại Việt Nam hiện giờ, nhất là cái tình hình nhân quyền cũng như là sự tự do tín ngưỡng. Xin gửi lời chào đến ông Nguyễn Tấn Lạc và xin mời ông Lạc chào gửi lời chào đến quý vị đồng hương và quý vị khán thính giả của đài VBS. Vâng, kính chào luật sư Trần Thái Văn và xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VBS. Chúng tôi rất là hân hạnh được trở lại với chương trình thời sự của luật sư Trần Thái Văn. Trong cái lời mở đầu thì chúng tôi có nói một cách rất là tổng quát về cái tình hình cũng như là cái chính sách đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Đây là một cái viễn tượng mà chúng tôi muốn vẽ ra vì đây là cũng là một cái sự quan tâm, có thể nói là một cái vấn đề thuần túy, một cái sự quan tâm thuần túy đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Vì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta không chấp nhận sinh sống hoặc là sống dưới một cái chế độ mà không cho phép chúng ta làm đúng cái vai trò là một con người tự do, một có sự nhân bản và căn bản như vậy. Thì thưa ông Lạc, trong cái phần đầu thì xin ông có thể nói thêm hoặc là chia sẻ thêm cái tình hình hiện giờ tại Việt Nam, cái tình hình nhân quyền tại Việt Nam nó đã đi đến đâu ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa luật sư Văn, thực sự thì cái tình hình mà vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đó thì cũng càng ngày càng tồi tệ đi, nhất là từ cái khoảng đầu năm 2013 tới bây giờ đó, là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng, bắt rất là nhiều các blogger, và rồi còn nghe nói sẽ bắt là 20 người nữa,
mà cái danh sách đã có người biết và tiết lộ ra nhưng mà không có nói một cách rõ ràng, thì cho thấy rằng là cái chính sách vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo của Cộng sản Việt Nam đó, thì nó làm một cái chính sách có thể coi như là cho đến giờ phút này ấy, là nó không có gì thay đổi cả, và nó có khuynh hướng có thể trầm trọng nữa. Tuy nhiên nó cũng có những cái biến chuyển mà chúng ta cũng thấy gần đây mà có thể là cái dư luận cũng rất là quan tâm. Thứ nhất ấy, là về phía Hoa Kỳ thì luôn luôn là muốn là Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, phải tôn trọng tự do tôn giáo, đó là những cái quyền tự do căn bản của con người. Về việc đó thì là Cộng sản Việt Nam đã không cải thiện gì cả, cho nên là Quốc hội Hoa Kỳ đã mạnh dạn là yêu cầu bên hành pháp là phải đưa Việt Nam trở vào danh sách CPC, cũng như là mới đây đã đệ nạp cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam năm 2013. Đây là một trong những cái việc làm rất là có ý nghĩa và chính đáng của Hoa Kỳ. Đó là những cái biện pháp mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ có để mà trả lời với cái chính sách đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Chắc chắn chúng ta sẽ nói thêm về những cái vấn đề đó cũng như là một số các biến chuyển hoặc là biến cố sẽ xảy ra vào tháng này đối với Việt Nam cũng như là cái sự ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn khai thác thêm hoặc là xin phép ông phân tích thêm, thưa ông Lạc, khi mà ông nói đó là cái tình hình nhân quyền nó càng ngày càng tệ tội hơn hoặc là tệ trạng hơn, thì ông có đem ra một số ví dụ là những blogger càng ngày càng bị bắt nhiều, bị bắt cũng như là có những cái danh sách mà công an Cộng sản Việt Nam cũng sẽ muốn bắt nhờ một số các nhà vận động bất bạo động cho dân chủ và nhân quyền. Ngoài cái việc đó ra thì có những cái việc gì xảy ra, nếu mà ông so sánh là nó tệ hơn ngày hôm nay, so sánh với cái tiêu chuẩn gì để mà ông nói là nó tệ hơn? Thưa với luật sư Văn, nó tệ hơn là bởi vì càng ngày đó nhà Cộng sản Việt Nam càng là đàn áp những cái tiếng nói của những chiến sĩ dân chủ hay là những nhà báo, mình có thể gọi như những nhà báo tự do, họ viết blog để nói lên cái sự thật về những cái vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam đối với người dân ở trong nước. Thí dụ như là những blogger người ta nêu lên những cái sai trái của chính quyền trong cái lĩnh vực nhà đất, hay là đàn áp những các cái tôn giáo, như là bên Phật giáo Hỏa vẫn tiếp tục bị đàn áp, bên Phật giáo cũng vẫn luôn luôn là gặp những cái khó khăn. Rồi thì là ngay cả cái quan trọng nhất là cái vấn đề mà giới trẻ trong nước, những nhà trí thức, họ lên tiếng, họ phản đối cái chuyện Cộng sản Việt Nam đó, là không dám lên tiếng trước những cái hành vi nó gọi là lấn đất giành dân, cướp biển của Trung Cộng, thì cũng đàn áp không cho người dân người ta nói lên cái tiếng nói yêu nước. Rồi thì bắt bớ các blogger liên tục, hay là phê phán những việc làm nhà chính quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam, như là cái việc mà bắt ông blogger Trương Duy Nhất, rồi thì là Phạm Viết Đào. Tất cả những blogger đó là chỉ người họ có những cái tiếng nói trung trực, muốn lên tiếng để mà cảnh báo những cái chuyện sai trái của nhà cầm quyền, hay là tranh đấu cho những quyền lợi chính đáng của người dân. Mà Cộng sản Việt Nam là không có thể nào mà nó gọi là yên lặng được, là vì Cộng sản Việt Nam là sợ rằng những người này nói lên sự thật thì cái tin tưởng của người dân đối với chế độ nó sẽ bị suy giảm. Chắc chắn rằng đó là từ khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vào được thành viên của WTO, là cái cơ quan hoặc là cái quy chế mậu dịch thế giới, mậu dịch thương mại đó, thì họ có những cái chính sách hoặc là có những phải nói là có những cái hành động nó xảy ra kinh niên để mà đàn áp những người dân mà họ lên tiếng. Một trong những cái khối mà ông chưa nói đến và chúng tôi xin phép đem lên, mà nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đàn áp nhiều nhất theo chúng tôi nghĩ, mà cá nhân chúng tôi cũng như là các đồng nghiệp của chúng tôi rất là quan tâm, đó là các luật sư Việt Nam. Các luật sư từ năm
2005 đến ngày hôm nay thì rất nhiều các luật sư Việt Nam đã bị, khi mà họ lên tiếng về vấn đề dân chủ và nhân quyền, như là luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Lừa Cụ Huy Hà Vũ, Nguyễn Bắc Truyền, Lê Công Định, luật sư Lê Quốc Quân, cũng như là luật sư Đạt, và có rất nhiều những luật sư khác mà họ đã lên tiếng một cách rất là bất bạo động và ôn hòa, kêu gọi cái sự thay đổi và cải cách của nhà cầm quyền Cộng sản, nhưng mà họ lại bị bắt bớ rất là nhiều. Bởi vậy nên khi mà nói đến một cái chế độ mà đi bắt bớ luật sư và kép cho họ những cái tội rất là nhảm nhí như vậy, thì nó nói được gì đối với một nhà cầm quyền và cái chính sách của họ. Nói riêng đó về một cái hồ sơ hoặc là một cái trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, là một trong những luật sư đã gây nhiều cái sự chú ý tại hải ngoại, thì thưa ông Lạng, ông có thể nói thêm về cái trường hợp hoặc là cái hồ sơ của luật sư Quân, tại vì luật sư Quân chúng tôi nghĩ rằng nó phản ánh nhiều về cái nguyện vọng cũng như là cái sự tâm tư không riêng của giới luật sư Việt Nam nhưng mà của người dân Việt Nam. Dạ đúng ạ. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là cái việc đàn áp mà những cái tiếng nói tranh đấu cho tự do nhân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền ấy, thì đặc biệt đó là chúng ta có một số những cái luật sư ở trong nước mà chúng ta thường gọi là luật sư nhân quyền, mà đặc biệt đây là trường hợp Lê Quốc Quân đó. Là luật sư Lê Quốc Quân là cái người đã, một trong những cái luật sư đã có thể nói rằng là đã giúp đỡ rất là nhiều cho các cái phong trào tranh đấu cho nhân quyền. Cho cả những cái luật sư khác cũng lên tiếng tranh đấu cho những cái phản đối những bất công xã hội cho nhân quyền, như là trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thế Cộng Nhân mà đã bị bắt trước đây, thì luật sư Lê Quốc Quân cũng là cái người là luật sư biện hộ cho những cái luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Nguyễn Văn Đài hay là Lê Thế Cộng Nhân. Và luật sư Lê Quốc Quân có thể là may mắn lắm cho đến giờ phút này là mới bị bắt, chứ còn các luật sư trước đã bị bắt hết rồi, là Nguyễn Văn Đài, Lê Thế Cộng Nhân, rồi thì là Cù Huy Hà Vũ, rồi thì Nguyễn Bắc Truyền, rồi thì Lê Công Định, đều bị bắt hết. Thành ra vì luật sư Lê Quốc Quân có thể là một trong những luật sư rất là giỏi, cho nên là ông đã rất là khéo léo mà làm việc, mà để đứng trong một cái vai trò là một luật sư biện hộ tranh đấu cho những người tranh đấu cho nhân quyền mà Cộng sản Việt Nam cảm thấy rất là có thể coi như là khó chịu, và đã đến lúc mà họ cần phải là đàn áp ngay cả những người luật sư này, để gửi một cái tiếng nói hay một cái cảnh cáo đến cái giới tranh đấu cho nhân quyền và cho tự do dân chủ nhất. Luật sư là cái coi như là những cái chiến sĩ mà sau cùng mà có nhiều cái điều kiện hết, thì họ muốn tính cách, họ muốn đàn áp. Chắc chắn một chế độ mà họ lại đi đàn áp hoặc là bắt bớ các luật sư cũng như là các những người mà họ biết luật, họ học luật, thì cái chế độ nó là cái chế độ loại gì mình cũng không mình cũng có thể mình nói được, khi mà họ dùng những cái cớ rất là vớ vẩn để mà họ bắt bớ những người luật sư, khi mà các vị pháp chuyên viên về pháp lý họ không có làm gì ngoài cái việc mà họ lên tiếng một cách rất là công bằng và rất là hợp lý mà thôi. Chúng ta sẽ nói thêm về những cái trường hợp của các nhà hoạt động pháp lý cũng như là các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam. Sau phần thông tin thương mại đến đây chúng tôi cũng đã hết giờ trong cái phần thứ nhất. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự trong tuần với luật sư Trần Thái Văn. Ngày hôm nay có sự hiện diện và đóng góp của ông Nguyễn Tấn Lạc, là điều hợp viên của Ủy ban vận động CPC. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin cảm ơn quý vị.